Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Tên Ú, tên thật là Quỳnh Tấn Tú. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để giới thiệu về cái bản thân của mình. Thì lời đầu tiên thì cho mình được chúc sức khỏe đến thầy Hiếu và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, tất cả các thành viên trong nhóm YouTube của thầy ha. Thì mình tên thật, mình thì ở quê quán của mình ở Tân Phước, Tiền Giang. Thì mình biết đến YouTube cũng là khá lâu rồi. Khoảng chắc nếu mà tính ra chắc không khoảng 1 năm mấy 2 năm á, nhưng mà lúc trước mình làm á, thì thật sự là cũng không có ai hướng dẫn thiệt tình hay là không ai chỉ dẫn mình hết, tự mày mò một thời gian rồi không có kết quả mình cũng bỏ luôn tới bây giờ. Thì nói sơ qua về cái công việc cũng như là những cái tính cách, những cái sở thích của mình ha. Thì mình tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin trường Đại học Tiền Giang năm 2012. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì mình cũng có đi làm một số chỗ, nhưng mà công việc thì nó cũng không phải là công việc mang lại cái thu nhập chính. Thì giống như mình đi phục vụ, là đi này đi kia một thời gian, rồi khi mà có cơ hội á, thì mình vô Viettel, mình làm bên kỹ thuật. Là mình kỹ thuật cũng được tầm khoảng 3 năm mấy ở Long An. Sau một thời gian làm nơi một cái nơi rất là xa ha, đi những cái huyện ở vùng xa giáp biên giới á, mình làm cho Viettel. Thì với một cái người sinh viên mà ra trường với mức lương tầm khoảng 13 14 triệu lúc đó, thì mình không cảm thấy là nó, mình cũng có định hướng lâu dài về cái công việc đó. Nhưng mà công việc nào nó cũng vậy, nó cũng có sự đánh đổi hết. Mình làm được khoảng 2 năm mấy, mình cảm thấy được cái tình trạng sức khỏe của mình, với lại là cái môi trường làm việc á, là nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái sức khỏe cũng như là những cái sở sở thích cũng như cái tính cách của mình, thì áp lực rất là lớn. Mình làm thêm được 1 năm mấy nữa thì mình quyết định là mình sẽ về lại Mỹ Tho để mà mình tìm kiếm một cái công việc cũng như một cơ hội mới. Thì sau khi năm vừa rồi á, là năm 2017, đầu năm 2017 thì mình về lại Mỹ Tho. Thì vô tình mình gặp lại được một nhóm bạn lúc mà trước học công nghệ thông tin á, thì hiện giờ cũng đang làm YouTube đó. Mình được tham gia vào một cái nhóm nhỏ ở miền ở ở Tiền Giang, đó là cái nhóm YouTuber miền Tây. Hoạt động cũng được một thời gian, cũng có 1 2 buổi offline, nhưng mà sau đó thì một số cái thành viên ở trong nhóm không, giống như là không có đủ thời gian, cũng như là vì tính chất công việc này nọ thì không còn được, mình không còn được giao lưu như trước nữa. Thì bây giờ thì cũng hạn chế. Còn cái công việc hiện tại của mình đó là làm bên HD Session, công ty chuyên về tín dụng cho vay, hỗ trợ những khách hàng mà có nhu cầu mua về trả góp đó, giống như điện thoại nè, máy tính nè, nội thất nè. Đó, thì hiện giờ mình đang làm được khoảng 1 năm mấy rồi. Nhưng thật sự mình cũng rất là khao khát được một cuộc sống mà mình mong muốn, một cuộc sống tự do về tài chính. Lúc trước mình cũng đọc rất là nhiều sách nói về đầu tư cũng như là nói về tự do tài chính, nhưng mà chắc với cái độ tuổi còn trẻ thì mình chưa có tiếp nhận được hết, và với bản thân chưa được gọi là rèn luyện về cái xây dựng những cái kế hoạch cho tương lai của mình một cách nghiêm túc. Thì đến bây giờ thì thật sự nó chỉ là dừng ở mức độ là tương đối ở, ví dụ là không vừa đủ ăn nè này kia, nhưng thật sự là áp lực, nói chung là mình vẫn chưa cảm thấy thoải mái về mặt tài chính. Quay trở lại với cái cơ duyên mà mình quay trở lại với YouTube á, là trong nhóm YouTuber miền Tây á, thì có anh Nguyễn Bạch Long, thì ảnh có giới thiệu một cái giáo trình về của thầy Hiếu về version như là version 3 nó về một số cái
cái video đào tạo của thầy. Nó thì trong đó mình mới biết đến cái nhóm YouTuber miền nhóm YouTube của thầy ở trên YouTube á, ở trên Facebook á, thì mình có tham gia. Thì sau một thời gian chờ đợi thì mình rất là vui mừng khi được thầy xét duyệt vào vào trong làm thành viên của nhóm. Thì từ đó tới bây giờ mình luôn theo dõi những cái bài đăng cũng như theo dõi những cái bước đi của những cái thành viên ở trong nhóm. Thì nó cũng đem cho lại cho mình cái động lực để mà mình phát triển cái kênh của mình. Cho dù mặc dù mình cũng ít tương tác thật, là tại vì cái công việc của mình là nó không có nhiều thời gian để cho mình có thể là tập trung để làm YouTube được. Muốn để mà có nhiều thời gian thì mình cũng phải có một cái sự chuẩn bị, chứ mình không thể nào nói là mình nghĩ là mình nghĩ, tại vì nó còn ở cái mặt cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống của mình và gia đình của mình nữa đó. Nhưng mà mình luôn dành những cái thời gian rảnh ra để mình cố gắng học hỏi cũng như là cố gắng tìm hiểu những cái dạng đầu tư, cái cách kiếm tiền mà bền vững nhất, mà ít rủi ro nhất. Nó thì cái thì hôm nay mình chia sẻ với tất cả các bạn những cái điều mà về bản thân của mình, thì cũng rất là mong những anh chị, các bạn cũng như là những cái người đi trước và cái người dẫn dắt trong cái nhóm này đó là thầy Dương Trung Hiếu, sẽ hỗ trợ cho nhóm chúng ta được đi đúng hướng, giúp cho những cái người luôn khao khát có được một cuộc sống tốt, một cuộc sống tự do, một cuộc sống nói chung là cảm thấy hạnh phúc, đạt được những cái ước muốn của mình. Cuối cùng thì chúc cho thầy sức khỏe, chúc cho anh chị ở trong nhóm chúng ta luôn cảm thấy nhiều niềm vui, cảm thấy hứng khởi trong công việc của mình cũng như là công việc với YouTube. Em sẽ cố gắng dành những cái thời gian mà mình có thể để phát triển cái kênh của mình. Kênh của em là kênh YouTuber miền Tây, tên uống miền Tây. Các bạn lên YouTube mà gõ tên uống miền Tây ra thì sẽ gặp cái kênh YouTube của mình. Thì nó tầm khoảng chừng mười mấy 20 cái video thôi. Nó quay về cái những cái món ăn quê của mình. Ở Tân Phước thì có khóm, rồi những cái clip chia sẻ về những cái món ăn, những cái thú vui khi mà mình về quê. Thì rất mong các anh chị có thể ủng hộ cho mình, rồi mình sẽ giao lưu để mà học hỏi thêm kinh nghiệm. Cuối cùng thì mình xin chào tất cả các bạn, chúc thầy và các bạn có một ngày thật là tuyệt vời, nhiều niềm vui cũng như gặt hái nhiều thành công trong công việc.